Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn những cái dấu hiệu mà khi mình mua chiếc iPhone cũ mà dấu hiệu nhận biết khi nào máy mình nó pin nó chai và đi thi thay pin pin mới để cho máy mình xài nó ổn hơn. Thì các dấu hiệu khi nhận biết cái máy mình pin chai thì có những dấu hiệu như sau. Thứ nhất là mình đang sử dụng một chiếc điện thoại iPhone giống như chúng ta phát như thế này, thì các bạn lưu ý về cái vấn đề và cái phần trăm pin nó đang hiển thị trên này đó. Các bạn ví dụ như các bạn sử dụng máy mình còn pin, cái lượng pin là khá lớn, ví dụ như còn vài chục phần trăm, nhưng mà các bạn khi sử dụng một cúp gọi điện thoại nào hoặc là một cái chụp tấm ảnh nào đó mà máy mình tự động sụp nguồn ngang, thì đó là máy mình chặn, là máy mình báo pin ảo, pin này nó là pin ảo. Cái thứ hai, trường hợp thứ hai đó là máy mình đó là khi máy bạn xài tắt nguồn đi, máy bạn xài tắt nguồn đi nhưng mà khi bạn các bạn cắm sạc vào nó lại lên pin rất là nhanh, một lần có thể là lên vài chục phần trăm, 10%, chứ không phải là điện áp vào cứ lên 1% đều nhau, và nó một lần nó lên khoảng là 10-20%, thì cái này trường hợp này cũng dẫn đến là máy mình báo pin ảo và điện áp trong pin nó không ổn định các bạn nhé. Còn trường hợp thứ ba mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái vấn đề là máy mình hao pin, rất là hao pin. Trường hợp này máy bạn vẫn đang sử dụng bình thường, không nóng máy, không là khi mà bạn mua mới đó, máy mình xài mình rất là bình thường, không nóng máy gì hết. Nhưng mà các bạn để bình thường khi chế độ chờ, khi mà bật 3G lên, chỉ cần lướt web vài tiếng thôi thì máy bạn đã cạn nguồn ngang, và lúc đó mình sạc là pin nó không lên. Các bạn nhớ nha, cạn nguồn và sạc pin không lên, nên cái một phần này cũng là lỗi do pin chai và điện áp trong pin nó không ổn định, dẫn đến cái trường hợp là pin chai các bạn nhé. Thì những trường hợp này các bạn tốt nhất lên đến một trung tâm nào đó, mình sẽ kiểm tra về main, mình là kiểm tra về vấn đề pin, xem cây bom main hoặc là pin mình nó có ổn định hay không, thì lúc đó mình sẽ tiến hành thay pin các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn và khi mua những chiếc máy iPhone cũ để biết là máy nó có hao pin hay không, thì tốt nhất lần đầu tiên đó là bạn để lưu ý nha, lưu ý là bao nhiêu phần trăm pin nó hiển thị, bao nhiêu phần trăm pin như thế này, rồi các bạn sẽ test máy. Là đầu tiên mình sẽ test các cái chức năng, xem là tầm khoảng là 1 phút nó bao hao, 1 phút tới 5 phút là hao bao nhiêu phần trăm. Ví dụ tầm khoảng 5 phút nó mình test máy liên tục trong vòng khoảng 5 phút nó hao 1%, máy nó cũng khá là ổn định. Cái trường hợp thứ hai đó là các bạn bật chế độ camera lên, các bạn nhé, bật chế độ camera lên và bắt bạn hãy bật chế độ là đèn lát nè. Mình chụp một tấm hình nào đó bất kỳ, mình chụp liên tiếp tầm khoảng là 10 tấm với chế độ là bật đèn lát các bạn nhé. Phải bật đèn lát thường xuyên, xem máy mình có hay sụp nguồn ngang ngang hay không, và chụp tầm khoảng là 10 tấm, xem máy mình tụt khoảng bao nhiêu phần trăm. Nếu mà tụt cái mức độ là khoảng hơn 10% hoặc là nó sụp nguồn ngang, cái đó là trường hợp là máy mình đang là báo pin ảo và pin nó bị lỗi các bạn nhé. Thì đó cũng đó là một số trường hợp mình phát không muốn chia sẻ cho các bạn khi mua máy để nhận biết cái trường hợp máy hao pin và pin chai các bạn nhé.